Với chủ đề tự chủ đại học, đổi mới và sáng tạo, năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những dấu mốc mới và những thành quả quan trọng. Năm 2019, với việc Luật Giáo dục Đại học sửa đổi được Quốc hội phê duyệt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có những thay đổi mạnh mẽ trong quản trị hệ thống. Triển khai tự chủ tài chính tại các đơn vị, trường Đại học Quốc tế tiếp tục tự chủ 100% kinh phí. Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị bầu thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là trường đầu tiên trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có hội đồng trường. Thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, từng bước tiến tới một trường đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện mô hình với việc sáp nhập một số đơn vị, đồng thời thành lập kết nạp các đơn vị. Trường Đại học An Giang chính thức là trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 2019. Thành lập khoa chính trị hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp trung tâm lý luận chính trị. Thành lập trung tâm thể dục thể thao trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở các bộ môn, bộ phận giáo dục thể chất của các trường đại học thành viên. Thủ tướng Chính phủ cũng đã bổ nhiệm Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng mạnh mẽ trong việc thay đổi phương thức, phương pháp đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và kinh tế số. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ban hành quy định đào tạo song ngành, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, dự kiến thí điểm từ tháng 1 năm 2020. Đến nay, chương trình đào tạo chất lượng cao phát triển đồng đều với 105 chương trình, chiếm gần 64% ngành đào tạo chính quy và 12.923 sinh viên, chiếm 19% sinh viên đại học chính quy. Năm 2019, hoạt động bảo đảm chất lượng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt nhiều kết quả. 12 chương trình hoàn thành đánh giá cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 8 chương trình đạt tiêu chuẩn AUNQA, 2 chương trình được kiểm định theo APEC. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng các chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế với 66 chương trình, chiếm gần 50% số lượng của cả nước, gồm 4 chương trình đạt chuẩn APEC, 53 chương trình đạt chuẩn AUNQA và 9 chương trình đạt chuẩn quốc tế khác. Về xếp hạng quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, top 701 đến 705 trong bảng xếp hạng QS World 2020, top 1001 bảng xếp hạng Time Higher Education, top 301 đến 500 bảng xếp hạng QS Graduated Employability Ranking 2020, vị trí 143 QS Asia và top 100 đại học hàng đầu châu Á ở hai tiêu chí quan trọng là danh tiếng học thuật và danh tiếng với nhà tuyển dụng. Về khoa học công nghệ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, nhóm nghiên cứu MOFS và vật liệu xúc tác, nhóm nghiên cứu dịch vụ, nhóm nghiên cứu blockchain đảm bảo tính riêng tư và an toàn, nhóm nghiên cứu kinh tế và tài chính, nhóm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các đề tài liên ngành, đề tài nghiên cứu phục vụ cộng đồng, thể hiện vai trò là một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của phía Nam. Như sản phẩm keo thông minh dán lên vết thương của tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, tạo ra đột phá mới trong lĩnh vực y sinh Việt Nam. Sau gần 10 năm nghiên cứu, Viện Tế bào gốc đã cho ra đời sản phẩm Catilantit, thuốc tế bào gốc điều trị thoái hóa khớp. Dự án phát triển chiếu sáng công cộng thông minh của Trường Đại học Bách Khoa và Công ty Điện Quang và còn nhiều công trình nghiên cứu có ý nghĩa khác. Năm 2019, khu công nghệ phần mềm hỗ trợ 20 nhóm khởi nghiệp, thu hút các doanh nghiệp tham gia đổi mới sáng tạo, thành lập doanh nghiệp trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Trường Đại học Bách khoa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Khoa học và Du lịch Văn khoa thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đầu tháng 6 năm 2019, 29 bảng tên đường tạm thời trong khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được thay mới bằng tên các danh nhân văn hóa, giáo dục, khoa học Việt Nam và thế giới. Nhà văn hóa sinh viên đi vào hoạt động vào cuối tháng 10 năm 2019, bước đầu đáp ứng nhu cầu giao lưu, giải trí, học tập, sinh hoạt văn hóa của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019 tiếp tục đánh dấu những bước phát triển mới trong quá trình hội nhập chất lượng giáo dục quốc tế. Trong lĩnh vực đào tạo, triển khai 65 chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế, ký kết 11 thỏa thuận hợp tác với Đại học Melbourne, Đại học Macquarie, Đại học Deakin, Đại học Công nghệ Swinburne, Đại học Western Sydney, Đại học Griffith, Đại học Canberra và Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand. Các trường đại học thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ký kết với các đại học uy tín khác của Úc như Đại học Monash, Đại học Queensland, Đại học Otago của New Zealand. Ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Seoul, thành lập trung tâm nghiên cứu chung giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Seoul tại Việt Nam. Một số ký kết đại học Yonsei Hàn Quốc, Đại học Osaka, Đại học Waseda và Đại học Kyushu Nhật Bản.
Về hợp tác địa phương, ngoài 13 tỉnh thành có ký kết hợp tác chính thức, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn hỗ trợ nhiều địa phương khác tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đẩy mạnh xúc tiến phát triển quan hệ hợp tác trong năm 2019 tại Bạc Liêu, Phú Yên, Đắk Nông, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre. Một số bộ ngành đã đồng hành cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết các thỏa thuận hợp tác để cùng hỗ trợ phát triển, có thể kể đến là Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Khoa học Công nghệ, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Trước ngưỡng năm 2020 với nhiều khó khăn và thách thức, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong dẫn dắt, nâng tầm hội nhập,